Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu về sơ kết 5 năm thực hiện thông báo kết luận số 347 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về phát triển quận Liên Chiểu. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Ứng Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì buổi làm việc. Thực hiện thông báo 347, Quận ủy Liên Chiểu đã cụ thể hóa triển khai với 33 nhiệm vụ cụ thể và đến nay đã hoàn thành 30 nhiệm vụ. Qua triển khai, quận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Kinh tế tăng trưởng ổn định, chuyển dịch đúng hướng, giai đoạn 2015 đến 2020, kinh tế tăng trưởng bình quân 10,48%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 2.647 tỷ đồng, bình quân hàng năm vượt dự toán 12,6%. Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị được tập trung đầu tư. Công tác quản lý quy hoạch trật tự đô thị có chuyển biến tích cực. Các chương trình an sinh xã hội đạt nhiều kết quả, đời sống người dân được nâng lên. Các mặt quốc phòng an ninh được đảm bảo, đặc biệt hơn 2 năm qua, quận Liên Chiểu đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống, giúp kiểm soát COVID-19. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành đã tham gia nhiều ý kiến về định hướng phát triển quận Liên Chiểu trong thời gian tới, với mục tiêu phát triển quận là đô thị cảng biển hiện đại phía tây bắc thành phố, đồng thời làm rõ thêm các kiến nghị về phân cấp để mở rộng nguồn thu, về đầu tư mở rộng công viên nước khu vực trung tâm hành chính quận, về lộ trình di dời doanh nghiệp và chuyển đổi khu công nghiệp Liên Chiểu thành trung tâm logistics cảng Liên Chiểu, về kêu gọi đầu tư xây dựng siêu thị trung tâm thương mại, cùng các vấn đề di dời trung tâm giết mổ gia súc gia cầm, về tăng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thêm 2 phường mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả quận Liên Chiểu đạt được trong thời gian qua, thể hiện toàn diện trên các mặt từ công tác xây dựng đảng lẫn phát triển kinh tế xã hội, nhấn mạnh quận Liên Chiểu còn nhiều dư địa để phát triển. Bí thư Thành ủy đề nghị quận tập trung khắc phục các khó khăn bất cập chủ quan, phát triển quận Liên Chiểu trở thành đô thị hiện đại phía tây bắc thành phố. Liên Chiểu phải xây dựng và phát triển để trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp xanh, phát triển thành trung tâm logistics và là đô thị thông minh, hiện đại với dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ du lịch, giáo dục, y tế có chất lượng cao. Và để được phát triển thành đạt được các cái mục tiêu định hướng như trên thì tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị của quận. Bí thư Thành ủy đề nghị quận Liên Chiểu làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng chương trình đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số, đô thị thông minh. Bí thư Thành ủy đề nghị quận Liên Chiểu tập trung làm tốt công tác quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội, phối hợp lập quy hoạch phân khu và chi tiết theo điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Quận cũng cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm, động lực. Rất nhiều các cái kết quả. Có 3 cái dự án mà các đồng chí cần phải tập trung phối hợp với các sở ngành và ủy ban cũng đã có phân công rất là rõ. Một là cái dự án về cảng Liên Chiểu, hai nữa là cái dự án Nàng Vân, ba là cái dự án Nam Ô. Đấy là những cái dự án trọng điểm của thành phố mà nếu như quận làm triển khai được thì bộ mặt của quận cũng sẽ thay đổi. Kết quả. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị quận quan tâm đặc biệt công tác quản lý đất đai và có nghị quyết chuyên đề về vấn đề này để triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu. Một là làm rõ cái hiện trạng về công tác quản lý và sử dụng đất đai trên các cái lĩnh vực như là công nghiệp, rồi đất ở, đất rừng, đất du lịch. Cái mục tiêu thứ hai mà công chí cần phải làm rõ đó là làm rõ những cái hạn chế tồn tại về công tác quản lý đất đai trên địa bàn của quận để có những cái giải pháp. Cái việc thứ ba mà công chí cần phải đạt được cái mục tiêu đó là làm rõ được cái quỹ đất để sử dụng vào các cái mục đích phát triển cho quận trong cái thời gian tới. Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Liên Chiểu cần có giải pháp trong quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, từng bước nâng cấp hạ tầng dân sinh trong các khu dân cư. Bên cạnh đó, quan tâm phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, chú trọng các thiết chế văn hóa cơ sở, tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, nhất là quan tâm hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19,
tập trung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất ban hành nghị quyết về phát triển quận Liên Chiểu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.